vòng loại World Cup 2022, người Thái tự tin, tại sao Việt Nam không mơ lớn? Ngay sau lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022, nhiều tờ báo lớn của Thái Lan đã tỏ ra vui mừng vì cho rằng đội nhà đã ở vòng bảng khá nhẹ. Nếu xét một cách công bằng, nhận định trên không sai. Đội tuyển Thái Lan đã tránh được nhiều ông kẻ ở nhóm 1 như Australia, Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản và chỉ đụng độ với đối thủ mềm nhất nhóm này là UAE. Tương tự ở nhóm 2, đội tuyển Việt Nam cũng là mềm nhất. Các đối thủ Malaysia và Indonesia ở hai nhóm còn lại cũng bị đánh giá thấp hơn so với người Thái. Không chỉ phía Thái Lan mà ngay cả ELVMASIA, ELVTANCHENHUE cũng lạc quan vào khả năng cạnh tranh của đội nhà. Bởi lẽ, những đối thủ trên đều đã quen thuộc với bầy hổ. Nói vậy để thấy người Thái hay người Ma có cơ sở để tự tin. Chính vì vậy, ở góc độ nào đó, đội tuyển Việt Nam cũng có lý do để hy vọng làm nên lịch sử lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Có thể thấy, bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á chẳng khác gì AFF Cup mở rộng thêm UAE. Điều đáng mừng là dưới thời ELV Park Hang-seo, chúng ta chưa để thua bất kỳ đội bóng nào ở khu vực Đông Nam Á. Ở AFF Cup 2018, đoàn quân của ELV Park Hang-seo đã xuất sắc lên ngôi vô địch sau khi vượt qua chướng ngại vật như Philippines, bán kết và Malaysia, chung kết. Sau đó, chúng ta đã hạ gục người Thái với tỷ số 1-0 ở King S Cup ngay trên đất Thái. Thậm chí, nhiều tờ báo Thái Lan cũng thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam chính là ông vua của Đông Nam Á ở thời điểm này. Với sự dẫn dắt của ELV Park Hang-seo, chúng ta đã vượt qua tâm lý sợ sệt mỗi khi đối đầu với đội tuyển Thái Lan. Trận đấu ở Bangkok tại King S Cup chính là ví dụ điển hình. Dù người Thái kiểm soát bóng tốt hơn nhưng không thể làm gì đội tuyển Việt Nam. Cuối cùng, họ đã hứng chịu bàn thua ở phút cuối. Còn nhớ, ở vòng loại World Cup 2018, đội tuyển Việt Nam cũng nằm chung bảng với Thái Lan. Nhưng khi ấy, chúng ta đã để thua đối thủ này trong cả hai lượt đấu, trong đó có thất bại với tỷ số 0-3 ngay tại Hà Nội. Trong khi đó, UAE là đại diện Tây Á. Điều đáng mừng là trong những năm qua, đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ ngại các đối thủ Tây Á. Thành công của Rồng Vàng ở giải U23 châu Á, ASEAN 2018 hay Asian Cup 2019 đều chứng kiến việc vượt qua những đại diện ở khu vực Tây Á. Một lợi thế khác của đội tuyển Việt Nam khi nằm ở bảng G là khi những đối thủ đều là láng giềng. Có nghĩa rằng, chúng ta không phải di chuyển quá xa ở những chuyến làm khách và cũng không phải thích nghi với khí hậu hay múi giờ khác nhau. Nói vậy để thấy, chỉ cần thi đấu với đúng phong độ thể hiện trong vòng một năm qua, đội tuyển Việt Nam không hề e ngại bất kỳ đối thủ nào ở bảng G. Vì thế, tại sao chúng ta không thể mơ lớn? Chưa bao giờ, đội tuyển Việt Nam sở hữu nhiều yếu tố đẹp như thời điểm này, thế hệ vàng cầu thủ, ELV giỏi, tâm lý vững để bay cao. Xlong. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.